Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Hôm nay thứ bảy, ngày 21 tháng 7 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình. Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thăm gia đình chính sách và người có công với cách mạng. Chuyên mục toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng có phóng sự, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng gỗ rừng trồng. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 21 tháng 7, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương và đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương và các thành viên. Về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong điều kiện còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự nỗ lực quyết tâm cao và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kinh tế Quảng Bình phát triển ổn định, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, sản xuất nông nghiệp được mùa, sản lượng lương thực vượt kế hoạch, thủy sản phục hồi sau sự cố môi trường biển. Tỉnh đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cho các đối tượng do sự cố môi trường biển. Toàn tỉnh có 52 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 38,2%. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, du lịch phục hồi và khởi sắc. Thu ngân sách đạt khá, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được quan tâm đầu tư. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,8%. Công tác xúc tiến đầu tư được chú trọng, năng lực điều hành, hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền có nhiều tiến bộ. Cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí được chú trọng, quốc phòng an ninh được tăng cường. Trong thời gian vừa qua, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai một cách toàn diện trên tất cả các mặt, chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tình hình của đảng bộ và nhân dân Quảng Bình từ đầu nhiệm kỳ đến nay thì ổn định, đoàn kết trong đảng bộ, trong nhân dân thì được phát huy, kỷ luật kỷ cương thì được tăng cường siết chặt, có thể nói rằng tạo được niềm tin, động lực mới để thực hiện thắng lợi thì nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ 3 chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16. Đó là chương trình phát triển du lịch, chương trình giảm nghèo bền vững với giải quyết việc làm và chương trình đổi mới công tác cán bộ. Đồng thời đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Và đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh công tác nội chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí và tăng cường công tác dân vận của đảng bộ, của chính quyền tạo được nhiều chuyển biến tích cực. Dù trong điều kiện có nhiều khó khăn, nhưng có thể nói rằng là tình hình của đảng bộ và nhân dân ổn định, niềm tin, ý chí, nghị lực, bản lĩnh của cán bộ, đảng viên và nhân dân được tăng cường, ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp. Về thực hiện các nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức học tập, quán triệt xây dựng kế hoạch thực hiện, chỉ đạo việc cam kết bằng văn bản của cán bộ, đảng viên về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có 27 biểu hiện suy thoái, từ diễn biến, từ chuyển hóa. Đã cụ thể các văn bản của Trung ương về công tác cán bộ, như tiêu chuẩn chức danh cán bộ, phân cấp bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử, luân chuyển cán bộ, khắc phục những bất hợp lý trong công tác cán bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm từ phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 gắn với chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Năm 2016 và 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy cấp trên cơ sở đã gợi ý kiểm điểm 38 tập thể, 17 cá nhân, nội dung tập trung vào những hạn chế, yếu kém, liên hệ với 27 biểu hiện suy thoái từ diễn biến từ chuyển hóa. Năm 2016, các tổ chức đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 338 đảng viên. Năm 2017 đã thi hành kỷ luật 309 đảng viên. 6 tháng đầu năm 2018 đã thi hành kỷ luật 168 đảng viên.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã triển khai thực hiện bí thư cấp ủy cấp huyện không phải là người địa phương, ban hành quy định số 01 và ký cam kết về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Năm 2016, có 400 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý lấy phiếu tín nhiệm. Sau 2 năm thực hiện quy định số 01, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã xử lý 77 trường hợp cán bộ có khuyết điểm. Việc thực hiện quy định số 01 đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong tỉnh. Thực hiện nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, nghị định số 108 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Quảng Bình đã thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định, bước đầu mang lại kết quả tích cực. Năm 2017 đã giảm 12 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 167 biên chế. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch số 55 về việc thực hiện nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương 6 khóa 12, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thành lập Ban chỉ đạo về quản lý tổ chức bộ máy và biên chế tỉnh, tổ giúp việc, xây dựng kế hoạch công tác hàng năm và cả giai đoạn 2018-2021. Đã rà soát thống nhất chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, xã, thôn, ban hành công văn số 408 về việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế. Thực hiện đề án, thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng. Quảng Bình đã tổ chức thành công việc thi tuyển hai phó hiệu trưởng trường cao đẳng kỹ thuật công nông nghiệp Quảng Bình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thành lập 3 đoàn kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh việc thực hiện nghị quyết số 18, nghị quyết số 19 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng và chương trình hành động số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới công tác cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh. Nhìn chung, công tác triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, Ban chấp hành Trung ương khóa 12 đã được cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở, các cơ quan đơn vị địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, cụ thể hóa, phù hợp tình hình thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa 12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức thông báo nhanh, học tập quán triệt và đang khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện, đồng thời chỉ đạo các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, có tính khả thi cao. Các đại biểu tham dự buổi làm việc đã có nhiều ý kiến thảo luận, phân tích làm rõ những kết quả đạt được trong thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12, nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nghị quyết số 18 và 19, Hội nghị Trung ương 6 và nghị quyết Trung ương 7, đề xuất các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai để đưa nghị quyết vào cuộc sống đạt hiệu quả. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức Trung ương biểu dương những thành tựu quan trọng mà Quảng Bình đã đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh, về phát triển kinh tế xã hội, tỉnh cần tập trung đẩy mạnh công tác quy hoạch kinh tế xã hội, nguồn nhân lực, du lịch. Để phát huy hiệu quả các tiềm năng thế mạnh của tỉnh, chủ động xây dựng cơ chế, chính sách để huy động được nguồn lực ngoài nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh. Về quốc phòng an ninh, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, tích cực rèn luyện, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quốc phòng an ninh, bảo đảm an ninh trật tự để ổn định và phát triển. Trong công tác cán bộ, Quảng Bình chủ động nguồn lực đội ngũ cán bộ, bảo đảm tính kế thừa và phát triển, tiếp tục luân chuyển cán bộ. Nghị quyết Trung ương 4 thì tôi đề nghị nhấn mạnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong cái tình hình hiện nay là rất quan trọng trong cái phát triển của công nghệ 4.0, công nghệ thông tin. Thì có những cái mặt rất tích cực, nhưng bên cạnh đó nó có những cái mặt mà các cái thế lực thù địch đang lợi dụng để mà chống phá chúng ta đây. Và đặc biệt là chống phá cái nền tảng tư tưởng của Đảng và cái con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta. Và chúng ta phải tự trang bị cho mình để mà chúng ta chống lại cái này thôi. Và đặc biệt là bảo vệ cái nền tảng tư tưởng, cái độc lập dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta. Để chúng ta thực hiện cái mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội, dân chủ, công bằng, văn minh. Cái thứ hai là phải tăng cường học tập chính trị, tăng cường cái kiến thức mới, vừa là phải bảo vệ nền tảng, vừa phải học tập, nhưng mà đồng thời là phải bổ sung thêm kiến thức mới và rất nghiêm cho cái việc học tập chính trị. Cái thứ ba là chống cái suy thoái, chống cái dĩ hòa vi quý trong cái sinh hoạt đảng, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh. Thứ tư là cái người đứng đầu phải tiếp dân,
để xử lý cái bức xúc của nhân dân ngay từ dưới cơ sở. Vấn đề thứ 5 ấy là đẩy mạnh cái công tác dân vận của Đảng chính quyền, và vấn đề thứ 6 là phải thường xuyên đôn đốc kiểm tra thực hiện các cái quy chế dân chủ trong cái đối với nhân dân. Đối với lại nghị quyết Trung ương 6, tinh thần là thế này: cái gì đã rõ đã chín thì cương quyết làm, đấy là cái quan điểm. Và cái từ cái quan điểm ấy thì thực tiễn là thế nào, ví dụ như là chức năng nhiệm vụ nó, chúng ta phải rà soát nó lại, phải điều chỉnh nó lại. Một người chỉ làm một việc thôi, một việc thì có thể nhiều người làm. Quan điểm trong tư tưởng chỉ đạo rất rõ. Rồi cái thứ hai là cấp phó là phải rà soát lại. Và cái thứ ba tức là giảm cái đầu mối bên trong. Cái quan điểm cũng chỉ ra rất rõ là những cái gì chưa có cái quy định, hoặc quy định nhưng mà vượt quá thời gian, vượt qua thực tiễn rồi, thì mạnh dạn làm thí điểm, vừa làm vừa hoàn chỉnh, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội. Đấy là những cái mà chúng ta thấy là thực tiễn nó đặt ra, nhưng mà chưa có quy định, nhưng mà ta thấy đúng. Thì theo cái tư tưởng của Bác Hồ là cái gì đúng cho dân cho nước cứ thế mà làm, cái gì mà có lợi cho dân cho nước cứ thế mà làm, cái gì có hại cho dân cho nước thì dù nhỏ cũng phải tránh. Công tác cán bộ thời đại chúng ta nó có mấy cái đặc điểm thế này: chúng ta đang xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, chúng ta xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, chúng ta đẩy mạnh cái kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, chúng ta giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa xã hội, thị trường và nhà nước, và chúng ta phải thích ứng với lại khoa học công nghệ 4.0, rồi thích ứng với lại cái biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay, thì yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ là cái mục tiêu lớn nhất hiện nay chúng ta đưa ra đấy, là vừa thích ứng nhưng mà lại vừa đáp ứng được cái yêu cầu chủ động hội nhập quốc tế. Và như vậy thì xây dựng cái đội ngũ cán bộ, cái tình hình hiện nay nó rất khác so với lại 20 năm trước đây. Trong cái nghị quyết 26 đấy thì xác định hai cái trọng tâm rất là quan trọng là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả cái công tác cán bộ. Đấy. Chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật kỷ cương, nhưng mà đi đôi với nó là phải mở ra cái môi trường, mở ra điều kiện, mở ra cái cơ chế chính sách để mà khuyến khích đổi mới sáng tạo. Cái thứ hai là tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, bí thư cấp ủy các cấp và người đứng đầu các cơ quan đơn vị, nhưng đồng thời là phân cấp phân quyền ra cho các đồng chí làm ở các cái cấp còn lại, nhưng mà phải tăng cường cái giám sát kiểm tra. Như vậy là hai cái trọng tâm này chúng ta cần phải đẩy mạnh. Còn cái đẩy mạnh cái đổi mới mạnh mẽ toàn diện công tác cán bộ là để tìm ra được cái công cụ, đúng không, để chúng ta tìm được những người tốt. Đối với một số đề xuất kiến nghị của tỉnh, đồng chí Phạm Minh Chính đã cho ý kiến chỉ đạo, đồng thời gợi ý một số hướng giải quyết trong thời gian tới. Tại buổi làm việc nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, đoàn công tác đã gửi tặng 50. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương và đoàn công tác. Chiều nay ngày 21 tháng 7, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương và đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa và dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Cùng tham dự lễ viếng về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ban ngành. Kính cẩn dâng nén hương thơm trước mộ Đại tướng, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương và cả đồng chí cùng đi trong đoàn đã xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công lao đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương và cả đồng chí cùng đi trong đoàn đã thành kính dành một phút mặc niệm trước mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng của nhân dân đã dành trọn cuộc đời chiến đấu hy sinh cho Tổ quốc. Dù trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào cũng luôn tận trung với nước, tận hiếu với dân. Tên tuổi của Đại tướng gắn liền với thắng lợi vĩ đại của hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng là tấm gương sáng để đồng bào, đồng chí, cán bộ chiến sĩ cả nước kính trọng, yêu quý, học tập và noi theo. Một bài ca không bao giờ quên. Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn đã trở thành truyền thống tốt đẹp, làm nên sức mạnh Việt Nam, một dân tộc anh dũng, kiên cường và nhân văn. Ngày Thương binh Liệt sĩ là sự kiện quan trọng, là dịp toàn thể dân tộc Việt Nam tưởng nhớ, tri ân các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, những người đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Đây cũng vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm của cả cộng đồng và toàn xã hội để cuộc sống tinh thần và vật chất của người có công, gia đình chính sách đầy đủ hơn, ấm áp hơn.
Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều nay ngày 21 tháng 7, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm và tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Bố Trạch. Đồng chí Trần Công Thuật đã đến thăm và tặng quà thân nhân liệt sĩ Trần Việt Sách ở thôn 2 xã Đồng Trạch và bệnh binh Hồ Minh Thới ở thôn Quỷ Thuần xã Phú Trạch. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến hy sinh xương máu của liệt sĩ Trần Việt Sách và bệnh binh Hồ Minh Thới trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào ở địa phương, động viên con cháu thi đua phát triển sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Đồng chí Trần Công Thuật cũng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, hôm qua ngày 20 tháng 7, huyện Bố Trạch đã tổ chức lễ trao tặng, truy tặng danh hiệu Vinh dự Nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng và trao kỷ niệm chương chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Toàn huyện Bố Trạch có 2.957 liệt sĩ, 1.697 thương binh và 692 bệnh binh, có hơn 12.230 người được tặng thưởng huân huy chương kháng chiến, 28 đơn vị tập thể và 8 cá nhân được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong những năm qua, huyện Bố Trạch luôn làm tốt chính sách đối với người có công, tích cực thu thập thông tin, hoàn thiện hồ sơ và kịp thời chi trả các chế độ chính sách đối với người có công. Theo lệnh của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, trong đợt này, huyện Bố Trạch đã truy tặng danh hiệu Vinh dự Nhà nước cho 12 bà mẹ Việt Nam anh hùng, trao tặng, truy tặng 203 kỷ niệm chương chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày cho các cá nhân và thân nhân các chiến sĩ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tặng mẹ Lê Thị Đầm ở thôn Quyết Tiến, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh. Mẹ Lê Thị Đầm sinh năm 1931, từng tham gia kháng chiến chống Pháp, bị địch bắt tù đày, nhưng mẹ một lòng kiên trung với Đảng, với Tổ quốc. Chồng con mẹ là thương binh, hiện hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Để bù đắp những khó khăn mất mát cho mẹ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4 quyết định trích từ quỹ đền ơn đáp nghĩa xây tặng mẹ ngôi nhà với số tiền 70 triệu đồng. Theo dự kiến, công trình sẽ được khánh thành, bàn giao cho mẹ Lê Thị Đầm vào dịp kỷ niệm 73 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang quân khu 15 tháng 10 năm 2018. Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã hỗ trợ 150 triệu đồng giúp gia đình ông Phan Thanh Lợi và bà Nguyễn Thị Nhâm ở thôn Minh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch xây dựng ngôi nhà tình nghĩa với diện tích 50 m². Công trình do chi đoàn Ban quản lý dự án nhiệt điện 2 chịu trách nhiệm giám sát thi công, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 9 năm 2018. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình hành trình theo bước chân những người anh hùng của Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Nghĩa cử cao đẹp này không chỉ thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ Tập đoàn Điện lực Việt Nam đối với cộng đồng, xã hội mà còn góp phần tuyên truyền, giáo dục chỉnh trí tư tưởng, nêu cao tinh thần đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn cho đoàn viên thanh niên. Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2018. Sáng nay, ngày 21 tháng 7, Viettel Quảng Bình đã tổ chức các hoạt động tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn tỉnh. Theo đó, Viettel Quảng Bình đã thay 18.000 bó hoa và bình hoa tại các phần mộ liệt sĩ ở nghĩa trang liệt sĩ các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tại nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc có 3.000 bó hoa được thay mới. Kinh phí dành cho hoạt động đền ơn đáp nghĩa này là gần 200 triệu đồng, được trích từ quỹ phúc lợi của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội. Đây là một trong những hoạt động được Viettel Quảng Bình triển khai thường niên nhân dịp 27 tháng 7, nhằm thể hiện sự tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Xanh đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Chuyên mục toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng có phóng sự, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng gỗ rừng trồng. Sáng nay ngày 21 tháng 7, Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Xanh đã long trọng tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất do Chủ tịch nước trao tặng. Dự lễ có đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành đoàn thể địa phương, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo Tổng công ty Sông Xanh qua các thời kỳ và các doanh nghiệp đối tác kinh doanh trong và ngoài nước.
Ngày 26 tháng 4 năm 1988, xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng huyện Quảng Trạch, tiền thân của công ty cổ phần Tổng công ty Sông Xanh ngày nay được thành lập. Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành với nhiều tên gọi khác nhau, các cán bộ nhân viên tổng công ty đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ một đơn vị chuyên sản xuất vật liệu xây dựng cung cấp trên địa bàn huyện Quảng Trạch, đến nay công ty đã không ngừng lớn mạnh với 12 đơn vị thành viên đóng trên địa bàn cả nước và một số nước trong khu vực, trong đó có 9 nhà máy sản xuất phân bón với đa dạng các sản phẩm từ phân hữu cơ vi sinh, phân khoáng chuyên dùng, phân NPK 3 màu, một màu hàm lượng cao, các loại dung dịch dinh dưỡng cây trồng và phân bón qua lá. Đặc biệt từ sau khi tiến hành cổ phần hóa đến nay, hoạt động sản xuất của công ty ngày càng phát triển, doanh thu sản lượng tăng trên 1,7 lần, nộp ngân sách tăng trên 2 lần, vốn điều lệ tăng 11,5 lần so với ban đầu, thu nhập bình quân người lao động tăng 1,5 lần so với mức lương trên 8 triệu 500 ngàn đồng một người một tháng. Thành công hôm nay của Tổng công ty Sông Xanh được tạo dựng trên nền tảng vững chắc về thiết bị kỹ thuật, con người và định hướng phát triển với phương châm kinh doanh, chất lượng, giá cả, phương cách phục vụ đã trở thành thương hiệu Sông Xanh và làm nên một tinh thần kinh doanh ngay từ ngày đầu. Và tinh thần đó sẽ còn xuyên suốt chặng đường hoạt động bởi cái tinh trong thương hiệu là một nội lực mạnh được xây dựng từ chính văn hóa doanh nghiệp của Sông Xanh. Đó chính là chất keo gắn kết người lao động lại với nhau, thúc đẩy mọi người cùng nỗ lực, không ngừng sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Văn hóa Sông Xanh đã và đang hướng đến thông điệp đổi mới để phát triển, thỏa mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Với những nỗ lực và thành tích đạt được, công ty cổ phần Tổng công ty Sông Xanh đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì năm 1997, Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới năm 2000, Giải thưởng Sao vàng đất Việt năm 2015, Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2017 và nhiều phần thưởng cao quý khác. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Minh Ngân đã biểu dương thành tích mà công ty cổ phần Tổng công ty Sông Xanh đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh: tình hình kinh tế thế giới và trong nước đang có diễn biến phức tạp, những tác động mạnh mẽ liên tục của cơ chế thị trường yêu cầu tổng công ty phải nghiên cứu vận dụng tốt chủ trương chính sách của Đảng, của Nhà nước, định hướng phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam, nghị quyết tỉnh Đảng bộ, chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tranh thủ các cơ quan chức năng không chỉ trong tỉnh mà các bộ ngành trung ương và các địa phương trên toàn quốc để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng năm của tổng công ty. Làm tốt công tác quản trị doanh nghiệp, phải hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp nhằm phục vụ đắc lực nhất trong kinh doanh, đưa lại hiệu quả kinh tế cao nhất, coi trọng ứng dụng tiến bộ khoa học, thường xuyên đổi mới công nghệ, thiết bị, có chiến lược phát triển nguồn nhân lực để đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ, công nhân đáp ứng với nhiệm vụ kinh doanh trong điều kiện mới, đề cao xây dựng thương hiệu. Mục tiêu đặt ra là làm sao khi nói đến Tổng công ty cổ phần Sông Xanh là nói đến một thương hiệu tin tưởng. Muốn vậy, tổng công ty phải lấy chữ tín làm đầu, đòi hỏi nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng phục vụ, gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh, làm tốt nhiệm vụ đối với nhà nước, giải quyết hài hòa lợi ích doanh nghiệp và lợi ích của địa phương, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xóa đói giảm nghèo, phát triển đi lên của tỉnh nhà. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng nhất cho công ty cổ phần Tổng công ty Sông Xanh vì đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh giai đoạn 2012-2017 và trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Phan Xuân Hòe, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty cổ phần Tổng công ty Sông Xanh. Cũng tại buổi lễ, công ty cổ phần Tổng công ty Sông Xanh đã ký kết hợp đồng liên doanh đầu tư với công ty Hiếp Thái Lan. Đây là một công ty công nghệ sinh học hàng đầu của Thái Lan. Cũng trong sáng nay, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch đã tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh vụ thảm sát thôn Tròn do Đế quốc Mỹ gây ra. Năm 1960, khi Đế quốc Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam, huyện Bố Trạch là một trong những địa phương bị Đế quốc Mỹ tập trung đánh phá ác liệt, hòng ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc đối với miền Nam. Xã Vạn Trạch lúc bấy giờ là nơi đóng quân của cục tiền phương đoàn 559, nơi tập kết của những đơn vị bộ đội, thanh niên xung phong, thanh niên ba sẵn sàng nghỉ chân trước khi vào các chiến trường miền Nam chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Đây cũng là nơi có cả con đường nhánh của hệ thống đường Hồ Chí Minh đi qua như đường Ba Trại nối liền với phà Sông Xanh, đường 15, các trục đường giao thông huyết mạch quan trọng của huyện như đường tỉnh lộ 2 nối liền với đường 20 Quyết Thắng, đường sắt Bắc Nam.
cũng chỉ nơi đây đã ghi dấu một sự kiện lịch sử không thể nào quên về tội ác chiến tranh mà đế quốc Mỹ gây ra đối với nhân dân thôn Tròn trong vụ thảm sát ngày 5 tháng 12 năm 1967. Vụ thảm sát đã cướp đi sinh mạng của 68 người, làm 16 người bị thương. Trong số này có bộ đội đoàn 559, nhân dân và cán bộ thôn Tròn, đặc biệt là 14 cháu học sinh trường mẫu giáo đang trong giờ học và các cháu từ Vĩnh Linh, Quảng Trị ra sơ tán theo kế hoạch K10 của Trung ương Đảng. Sau vụ thảm sát, nhân dân thôn Tròn đã biến đau thương thành hành động cách mạng, bắt tay vào sửa sang lại nhà cửa, ra sức sản xuất để ổn định cuộc sống và chi viện cho chiến trường, tiếp tục là hậu phương vững chắc cho tiền tuyến lớn miền Nam. Để tri ân các liệt sĩ và người dân vô tội đã hy sinh trong vụ thảm sát ngày 5 tháng 12 năm 1967, UBND tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với vụ thảm sát thôn Tròn, xã Phản Trạch, huyện Bố Trạch, thời kỳ chống Mỹ. Vụ thảm sát thôn Tròn được xếp hạng là di tích lịch sử cấp tỉnh có ý nghĩa hết sức sâu sắc, là bằng chứng về tội ác chiến tranh do đế quốc Mỹ gây ra, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, thành phố Đồng Hới đã tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng cho các chủ rừng, người trồng rừng và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lâm sản, chuyển đổi từ khai thác sử dụng nguồn nguyên liệu gỗ tự nhiên sang trồng sử dụng gỗ rừng trồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nếu như trước đây, nguồn nguyên liệu để sản xuất các sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Lý Thành chủ yếu sử dụng nguyên liệu gỗ từ rừng tự nhiên, thì những năm trở lại đây, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc ngừng khai thác gỗ rừng tự nhiên, đồng thời được sự hỗ trợ của hạt kiểm lâm Đồng Hới và chính quyền địa phương với những chính sách, cơ chế khuyến khích tạo mọi điều kiện thuận lợi trong hoạt động, nên công ty đã chuyển sang sản xuất các sản phẩm chế biến từ gỗ rừng trồng như ván ghép thanh, gỗ xẻ xây dựng cơ bản, ván ép, hiệu quả kinh tế mang lại khá cao. Là 2 năm tới đây là công việc là cũng có ổn định nguyên liệu. Ổn định cũng muốn nhận được quan tâm hơn nữa, chút nữa là cấp thêm rừng cho doanh nghiệp vài chục hectare mà trong được là nguyên liệu ổn định. Hiện nay trên địa bàn thành phố Đồng Hới có 8 cơ sở chế biến gỗ sử dụng nguồn nguyên liệu từ gỗ rừng trồng. Mỗi năm các cơ sở nhập vào trên 23.000 mét khối gỗ. Tổng doanh thu hàng năm từ chế biến gỗ đạt hàng chục tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động. Nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gỗ rừng trồng đã đầu tư mua sắm thêm trang thiết bị chế biến gỗ hiện đại, công nhân được đào tạo lành nghề, từng bước đa dạng hóa các loại sản phẩm gỗ đáp ứng nhu cầu của khách hàng về chất lượng, số lượng, giá cả. Thời gian qua, hạt kiểm lâm Đồng Hới đã tích cực phối hợp với chính quyền các xã phường có rừng, đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của việc trồng rừng. Cùng với đó, thành phố đã thực hiện các chính sách hỗ trợ chuỗi quy trình sản xuất lâm nghiệp từ trồng rừng, khai thác gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Trong thời gian tới, hạt kiểm lâm chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ kiểm lâm địa bàn hướng dẫn giám sát các chủ rừng thực hiện các hoạt động trồng rừng, khai thác gỗ rừng trồng nguyên liệu, thực hiện truy xuất nguồn gốc lâm sản, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tiêu thụ gỗ rừng trồng cho các chủ rừng trên địa bàn và các khu vực lân cận, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh cũng như giá trị sản phẩm. Trên cơ sở những tiềm năng sẵn có ở địa phương, thời gian tới, thành phố Đồng Hới sẽ tiếp tục tăng cường quản lý việc nhập nguồn nguyên liệu gỗ, đồng thời xây dựng các vùng nguyên liệu theo hướng tập trung, gắn hiệu quả kinh tế với phát triển bền vững, đảm bảo cung cấp đủ nguồn nguyên liệu cho các nhà máy chế biến gỗ, góp phần bảo vệ tài nguyên rừng, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố. Phần cuối chuyên mục toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng kỳ này, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung thông tư số 23 ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.
Điều 3, chủ đầu tư từ trong rừng thay thế. 2. Thẩm định phê duyệt phương án trong rừng thay thế. A. Chủ đầu tư nộp một bộ hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án trong rừng thay thế trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nơi có diện tích đất trong rừng thay thế. B. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức thẩm định. Trường hợp cần xác minh thực địa, thời gian thẩm định phương án được kéo dài thêm không quá 15 ngày làm việc. Thành phần hội đồng thẩm định gồm đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có diện tích đất trong rừng thay thế, tổ chức khoa học có liên quan. Số thành viên hội đồng ít nhất là 5 người, trong đó một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm chủ tịch hội đồng. Trường hợp dự án có tổng diện tích trong rừng thay thế dưới 10 hecta thì giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quyết định thành phần hội đồng thẩm định với số lượng thành viên ít hơn. C. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm trả lời chủ đầu tư trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. D. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày họp hội đồng thẩm định, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét phê duyệt phương án. Trường hợp không đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét phê duyệt phương án, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời chủ đầu tư biết lý do. D. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị phê duyệt phương án của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án trong rừng thay thế. Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo rõ lý do cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và cho chủ đầu tư. 3. Sau khi phương án trong rừng thay thế được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, chủ đầu tư tổ chức lập thiết kế, dự toán trong rừng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, trừ trường hợp pháp luật quy định khác, tổ chức thực hiện trong rừng thay thế. 4. Việc lập trình phê duyệt thiết kế, dự toán trong rừng thay thế được thực hiện theo quy định tại thông tư số 23/2016/TT-BNN-PT-NT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh. 5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định số 5 trong chăm sóc bảo vệ rừng trồng thay thế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đảm bảo đủ thời gian để rừng sau khi trồng đạt tiêu chí thành rừng. 6. Chủ đầu tư hoàn thành nghiệp vụ trong rừng thay thế khi diện tích rừng trồng đạt tiêu chí thành rừng theo quy định tại quyết định số 46/2007/QĐ-BNN ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành quy định về việc xác định rừng trồng, rừng khoanh nuôi thành rừng. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sau kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Ngày 23 tháng 7, buổi sáng 8 giờ, tại huyện Lệ Thủy, địa điểm Hội trường Ủy ban Nhân dân xã Phong Thủy, đại biểu tiếp xúc ông Nguyễn Hữu Hoài, ông Lê Thuần Văn. Các sở ngành, đơn vị tham gia, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Địa điểm Hội trường Ủy ban Nhân dân xã Phong Thủy. Đại biểu tiếp xúc ông Nguyễn Quang Năm, ông Dương Văn Hùng, các sở ngành đơn vị tham gia, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế. Địa điểm hội trường Ủy ban nhân dân xã Tân Thủy. Đại biểu tiếp xúc ông Trần Văn Tuân, bà Trương Thị Phương Lan, các sở ngành đơn vị tham gia, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Địa điểm hội trường Ủy ban nhân dân xã Trường Thủy. Đại biểu tiếp xúc ông Phạm Quang Hải, bà Dương Thị Canh. Các sở ngành đơn vị tham gia, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa Thể thao. Ngày 24 tháng 7, buổi sáng 8 giờ, tại huyện Quảng Ninh, địa điểm Hội trường Ủy ban nhân dân thị trấn Quảng Hầu, đại biểu tiếp xúc ông Nguyễn Xuân Quang, ông Lê Anh Tuấn, ông Nguyễn Ngọc Hùng. Các sở ngành đơn vị tham gia, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Giao thông Vận tải. Địa điểm Hội trường Ủy ban nhân dân xã Vạn Ninh, đại biểu tiếp xúc ông Ngô Hồng Quân, ông Phan Trần Nam. Các sở ngành đơn vị tham gia, Sở Y tế, Sở Văn hóa Thể thao. Tại huyện Minh Hóa, địa điểm Hội trường Ủy ban nhân dân xã Thượng Hóa, đại biểu tiếp xúc ông Đinh Quý Nhân, ông Bùi Anh Tuấn, bà Đinh Thị Chuẩn. Các sở ngành đơn vị tham gia, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Ban Dân tộc. Buổi chiều 14 giờ tại huyện Bố Trạch, địa điểm Hội trường Ủy ban nhân dân xã Phan Trạch, đại biểu tiếp xúc ông Nguyễn Trường Sơn, ông Phạm Thái Quý. Các sở ngành đơn vị tham gia, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Giao thông Vận tải. Địa điểm Hội trường Ủy ban nhân dân xã Bắc Trạch, đại biểu tiếp xúc bà Nguyễn Thị Thanh Hương, ông Trần Phong. Các sở ngành đơn vị tham gia, Sở Tài chính, Sở Y tế. Địa điểm Hội trường Ủy ban nhân dân xã Hương Trạch, đại biểu tiếp xúc ông Phan Văn Gòn, ông Võ Minh Hoài. Các sở ngành đơn vị tham gia, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra tỉnh. Tại huyện Minh Hóa, địa điểm Hội trường Ủy ban nhân dân thị trấn Quy Đạt,
đại biểu tiếp xúc ông Đinh Quý Nhân, ông Bùi Anh Tuấn, bà Đinh Thị Chuẩn. Các sở ngành đơn vị tham gia, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Ban Dân tộc. Ngày 25 tháng 7, buổi sáng 8 giờ, tại huyện Bố Trạch, địa điểm hội trường Ủy ban Nhân dân xã Đông Trạch, đại biểu tiếp xúc ông Hoàng Đăng Quang, ông Phan Văn Mạc. Các sở ngành đơn vị tham gia, Sở Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Ngày 26 tháng 7, buổi sáng 8 giờ, tại thành phố Đồng Hới, địa điểm hội trường Ủy ban Nhân dân phường Phú Hải, đại biểu tiếp xúc ông Trần Công Thuật, ông Nguyễn Lương Bình, bà Nguyễn Thị Trung. Các sở ngành đơn vị tham gia, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tại thị xã Ba Đồn, địa điểm hội trường Ủy ban Nhân dân xã Quảng Tân, đại biểu tiếp xúc ông Trần Thắng, ông Mai Xuân Hạp, ông Hồ Thái Bạch. Các sở ngành đơn vị tham gia, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thanh tra tỉnh. Tại huyện Quảng Trạch, địa điểm hội trường Ủy ban Nhân dân xã Quảng Đông, đại biểu tiếp xúc ông Tư Hồng Sơn, ông Đầu Minh Ngọc, ông Đoàn Lương Khuệ. Các sở ngành đơn vị tham gia, Sở Nội vụ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Tại huyện Tuyên Hóa, địa điểm hội trường Ủy ban Nhân dân xã Lê Hóa, đại biểu tiếp xúc ông Trần Hải Châu, ông Hoàng Minh Đề, ông Hoàng Xuân Vĩnh, ông Hoàng Xuân Tân, bà Phạm Thị Duyên. Các sở ngành đơn vị tham gia, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Dân tộc. Ngày 26 tháng 7, buổi chiều, tại thành phố Đồng Hới, địa điểm hội trường Ủy ban Nhân dân phường Bắc Lý, đại biểu tiếp xúc ông Nguyễn Công Huấn, ông Hoàng Văn Tâm, Hòa Thượng Thích Tánh Nhiếp, ông Nguyễn Việt Hải. Các sở ngành đơn vị tham gia, Sở Công Thương, Sở Văn hóa và Thể thao. Địa điểm hội trường Ủy ban Nhân dân phường Đồng Sơn, đại biểu tiếp xúc ông Trần Công Thuật, ông Nguyễn Lương Bình, bà Nguyễn Thị Trung. Các sở ngành đơn vị tham gia, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tại thị xã Ba Đồn, địa điểm hội trường Ủy ban Nhân dân phường Quảng Long, đại biểu tiếp xúc ông Trương An Ninh, bà Phạm Thị Hân, ông Trần Sơn Tùng. Các sở ngành đơn vị tham gia, Sở Giao thông Vận tải, Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Tại huyện Quảng Trạch, địa điểm hội trường Ủy ban Nhân dân xã Quảng Phương, đại biểu tiếp xúc ông Nguyễn Đức Cương, ông Trần Quốc Tuấn, ông Đầu Minh Ngọc, ông Phan Thanh Sơn. Các sở ngành đơn vị tham gia, Sở Giao thông Vận tải, Thanh tra tỉnh. Tại huyện Tuyên Hóa, địa điểm hội trường Ủy ban Nhân dân xã Mai Hóa, đại biểu tiếp xúc ông Trần Hải Châu, ông Hoàng Minh Đề, ông Hoàng Xuân Vĩnh, ông Hoàng Xuân Tân, bà Phạm Thị Duyên. Các sở ngành đơn vị tham gia, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Dân tộc. Thời gian hội nghị buổi sáng từ 8 giờ, buổi chiều từ 14 giờ. Tại đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Bây giờ là những thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 21 ngày 22 tháng 7 năm 2018. Khu vực thị trấn Đồng Lê nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm từ 69 đến 98%. Khu vực thị trấn Quy Đạt nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm từ 70 đến 98%. Khu vực thị xã Ba Đồn nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm từ 69 đến 97%. Khu vực Phong Nha nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm từ 68 đến 98%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm từ 69 đến 97%. Khu vực thành phố Đồng Hới nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ, độ ẩm từ 65 đến 97%. Khu vực thị trấn Quán Hầu nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ, độ ẩm từ 67 đến 97%. Khu vực thị trấn Kiển Sang nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ, độ ẩm từ 65 đến 97%. Dự báo thời tiết biển có mưa rào rải rác và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, độ cao sóng dưới 1,5 m biển bình thường. Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 7 năm 2018, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng tổ lốc và gió giật mạnh, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm từ 64 đến 98%.